vicino. Câu cá là thú vui của rất nhiều người. Chris Creamer, người nước Anh cũng vậy. Khi có thời gian rảnh rỗi, anh thường đi câu cá để giảm stress. Không ngờ trong một chuyến đi câu cá, anh đã bắt được con cá trê bị bạch tạng dài 2,4 mét và nặng khoảng 88 kg, xác lập kỷ lục mới về cá chép khổng lồ nhất thế giới. Chris và bạn bè đi câu cá ở sông Ebro ở Tây Ban Nha, trước khi một ngư dân khiếm thị tên là Shelia Pemprin bắt được con cá trê bạch tạng nặng 87 kg trên sông, Chris hiện đã lập kỷ lục mới. Quá trình bắt cá lớn không hề đơn giản, cần câu của Chris gần như bị hỏng và sức mạnh của con cá khổng lồ này rất đáng kinh ngạc. Chris chia sẻ, khi dây câu nhanh chóng bị kéo ra xa, tôi nhận thấy rằng mình đã bắt được một con cá lớn. Khi đó, bạn của anh đang đi mua đồ ăn, không có ai bên cạnh. Chris nhanh chóng gọi điện cho bạn mình quay lại. Anh chia sẻ, kéo nó lên, tôi có cảm tưởng như kéo cả một chiếc xe buýt nhỏ. Một người bạn của Chris nhanh chóng nhảy xuống nước để bắt cá. Sau nhiều nỗ lực, vật lộn cùng con cá khổng lồ trong khoảng 30 phút, cuối cùng họ cũng thu phục được con cá này. Bạn của Chris cũng chia sẻ thêm, chúng tôi biết kỷ lục thế giới hiện nay như thế nào và con cá khổng lồ này đã tạo nên một kỷ lục mới. Sau khi chụp ảnh cùng con cá khổng lồ, họ thả con cá lại nước một cách an toàn. Chris chia sẻ, sau trận vật lộn, chúng tôi đều cảm thấy rất mệt, đến động chân tay cũng không muốn, nhưng tất cả đều rất xứng đáng. Rất nhiều người thích đến sông Ebro câu cá vì ở đây có rất nhiều cá lớn và xác suất bắt được cá khổng lồ là rất cao. Đây đã trở thành một địa điểm câu cá phổ biến ở nước ngoài.